Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa cái ấm nước siêu tốc nha các bạn. Đây là cái ấm nước siêu tốc nè các bạn ha. Đó, mình xoay một vòng cho các bạn xem nè. Màu xanh rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, hiện tượng của cái bình là nó không có vô đèn đỏ nha các bạn. Cắm điện nhưng mà nó không có báo đèn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra mình đo thử nha các bạn. Để mình sửa nha. Thì cái bình siêu tốc nào nó cũng có hai phần các bạn ha, một cái phần đế để cấp điện và một cái phần nồi ở phía trên để nấu ha. Đó, nó, cái bình siêu tốc thì đa số nó có hai phần như vậy. Thì cũng có nhiều cái bình thì nó có một phần thôi các bạn, nó làm dính ở trong luôn ha, không có gỡ ra được, còn đa số giờ nó rời ha. Rồi các bạn sẽ dùng đồng hồ vô ôm đặt thang nhân 1 nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ kiểm tra cái phần đế cấp điện trước nha các bạn. Để cấp điện thì mình sẽ kẹp một đầu que vào một cái phích cắm nha các bạn. Rồi, que còn lại mình sẽ đo vào một cái vòng ở trên cái đế cấp điện này các bạn ha. Đó. Đó, nó lên rồi nè các bạn. Rồi, vậy là một bên đã lên rồi các bạn. Rồi mình đổi qua bên đây nha các bạn. Mình đo cái vòng trong ha, nó cũng lên luôn rồi các bạn ha. Như vậy là cái đế cấp điện này tốt nha các bạn. Đó, nó có ở trong, các bạn ngó vô thấy có nó hai cái tiếp điểm bằng đồng đó các bạn ha. Hai cái tiếp điểm này các bạn nó sẽ cấp điện lên cho hai cái vòng tròn ở trên cái đít của cái ấm nước này các bạn ha. Rồi bây giờ mình bỏ cái đế tiếp điện qua một bên ha, mình sẽ đo tiếp tới cái ấm nha các bạn. Thì cái ấm thì các bạn sẽ cũng dùng đồng hồ vô ôm luôn ha. Rồi các bạn bật công tắc lên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đo cái đích của cái ấm này nha các bạn. Thì các bạn cũng phải dùng đồng hồ vôn ôm nha, để thang nhân 1 nha. Rồi giờ các bạn bật công tắc lên, các bạn đo hai cái dòng ở dưới cái đáy ấm này các bạn. Đó, nó không lên là nó bị hư nha các bạn. Còn nếu nó lên một chút là nó còn ha. Như vậy cái ấm này mình đo là nó không lên các bạn, vậy là nó đã bị hư ở trong rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ốc ra để mình sửa nha các bạn. Ở đây là bên trong của cái bình siêu tốc nè các bạn. Mình gỡ cái bóng đèn này ra ha. Đó, bóng đèn nó chỉ nhét vô trong cái nắp đít thôi các bạn. Rồi đây là hai dây công tắc nè ha. Hai dây trắng xuống nè các bạn là hai dây công tắc á. Đó, mình sẽ cởi khởi nó ra một tí cho nó có ngay cái miếng sắt á các bạn. Để mình đo ha. Chứ còn nó bọc kín hết rồi các bạn. Rồi bây giờ mình vẫn dùng đồng hồ vô ôm để nhân 1 luôn các bạn ha. Để mình đo hai cái dây công tắc xuống nè các bạn, xem cái công tắc này nó còn không ha. Thì các bạn phải bật công tắc lên trước rồi nha. Đó, một dây công tắc ở đây, một dây ở đây nè các bạn. Đó, mình đo thì công tắc này nó đã hư rồi các bạn, nó không lên. Rồi bây giờ mình sẽ bật lại xem nha các bạn. Đó, mình tắt và mình bật lên nè ha. Rồi mình sẽ đo lại nè các bạn. Đó là cái công tắc này nó không lên luôn nha các bạn. Như vậy là có thể hư công tắc rồi nha các bạn. Vì sao mình nói có thể hư công tắc các bạn? Công tắc mình đo không lên là nó hư chắc chắn rồi ha. Nhưng mà vì mình chưa kiểm tra hai cái vòng tiếp điện này nữa nè các bạn. Nó công tắc này thì nó không lên là chắc chắn nó đã hư rồi các bạn. Vì mình chưa có đo hai cái vòng tiếp điện các bạn ha, nên mình nói là chưa chắc sợ còn hư nữa đó các bạn. Rồi hiện là cái vòng tiếp điện vòng ngoài này lên rồi nè các bạn. Rồi vòng trong nè các bạn cũng lên luôn rồi ha. Như là vòng tiếp điện là tốt rồi các bạn nha. Rồi, như vậy là mình khẳng định là nó hư công tắc rồi các bạn ha. Các vòng tiếp điện vẫn còn tốt nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gỡ cái phần quai ra các bạn để mình sửa cái công tắc ha. Đó, cái công tắc nằm trên cái quai nè các bạn. Rồi, để mở cái quai cầm này ra thì mình phải mở con ốc ở dưới này ra nè các bạn. Rồi, các bạn phải gỡ cái nắp đậy ở trên này nha các bạn. Nắp đậy trên các bạn dùng mũi dao các bạn cạy hai bên là nó ra ha. Đó, ở trong đây nó còn hai con ốc nhỏ nữa các bạn. Đó, bên đây một con ha. Hai con ốc này thường nó hay bị rỉ sét lắm các bạn, vì nó nằm ở trên nước hay tràn lên á. Rồi, mình đã gỡ hai con ốc này ra rồi nè các bạn ha. Rồi mình sẽ dở nó lên đây các bạn, rất là dễ ha.
Đó, các bạn dỡ cái nắp của cái tay cầm ra rồi nè. Bây giờ cái công tắc này cũng có cái nắp chụp nhựa ở trên nè, các bạn dỡ ra luôn. Rồi, có cái miếng nhựa vuông vuông ở trên nè, dỡ ra luôn ha. Rồi, các bạn quan sát kỹ nè, ở mé dưới đó các bạn, dưới công tắc á, nó có một cái con ốc ha. Các bạn phải mở con ốc này ra mới lấy công tắc ra được nha. Rồi, công tắc mình đã gỡ nè các bạn. Công tắc này vẫn tắt xuống mở được ha, nhưng mà ở dưới cái chân ở dưới này các bạn thấy nó bị chảy nhựa ra nè ha, thành ra nó bị sai lệch cái mặt vít ở trong nó đóng lại nè các bạn, nó bị méo ha. Rồi nếu các bạn có công tắc mới thì các bạn thay vô rất là nhanh ha, còn nếu không có công tắc mới thì các bạn mở ra các bạn sửa ha. Rồi, các bạn cậy cái dòng lò xo này nè các bạn kéo nó ra ha. Đó, các bạn kéo mạnh cái lò xo này nó ra. Rồi các bạn mở cái nắp công tắc ra rất là dễ luôn các bạn. Các bạn kéo xuống tí là nó ra liền ha. Đó các bạn thấy cái mặt vít nè, nó bị oxy hóa các bạn. Nó khi mình bật nó cứ bị nẹt lửa đó, thành ra nó có một cái lớp khói đen ha, với lại nó bị méo các bạn. Rồi để sửa công tắc này thì mình sẽ cậy cái mặt vít này lên nè các bạn. Mình dùng cái kìm mỏ nhọn á các bạn, mình sẽ bẻ nó lên một tí để mình chà cho nó sạch cái mặt vít các bạn ha. Các bạn bẻ nhẹ nhẹ thôi nha, vì cái này cái miếng đồng này các bạn nó rất là giòn ha, nó dễ gãy lắm ha, nên mình bẻ nhẹ nhẹ ra, các bạn nương nương tay nó tí ha. Còn nếu các bạn có cái mới thì các bạn thay vô thì nó là nhanh rồi, các bạn chỉ rút hai cái chấu cắm ở dưới nè, các bạn cắm vào là xong rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng giấy nhám nè các bạn, mình chà hai cái mặt chích này cho nó sạch nó sáng ha. Các bạn cứ chà từ từ ha, chà đều hai bên luôn nha các bạn. Rồi đây này các bạn, mình đã chà cho nó sạch sáng hai cái mặt vít lên rồi nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bóp cho nó cao cao lên nè các bạn. Cái cây này dưới này mình bóp cho cao cao lên nè ha. Để hơi cái nó ấn xuống nó có lực nó mạnh hơn, nó sát mạnh hơn các bạn nha. Rồi ở cái bên đây nè mình cũng bóp xuống các bạn. Đó, mình bóp từ bên đây bóp qua nè các bạn ha. Mình bóp từ từ cho nó ép xuống cái mặt vít kia rồi các bạn. Hình như cái mặt vít dưới mình bẻ cho nó lên cao cao các bạn, để cái mặt vít này nó đè vô cho nó có lực mạnh đó các bạn, thì cái sự tiếp xúc của nó càng mạnh ha. Đó, đó các bạn, nó đã có cái sự tiếp xúc mạnh rồi đó các bạn ha. Các bạn ấn xuống tí xíu nữa cũng được, tùy các bạn cân chỉnh nha. Nếu các bạn xuống sâu quá thì nó ngắt không được nha, khi mình tắt thì nó không có tắt được các bạn, do cái chấu nhựa ở trên nó không tới á, thành ra các bạn cũng làm vừa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mình đo thử coi cái tiếp xúc này nó có tốt chưa nha các bạn. Các bạn cũng vẫn để đồng hồ nhân 1 đo ôm nha. Đó, ra nhân 1 đo ôm nè các bạn. Rồi mình sẽ kẹp cho hai cái chân bìa của cái công tắc nha các bạn. Đó, lên tốt rồi nè các bạn ha. Cũng không có chưa chắc mấy nha các bạn. Đó, lên nè các bạn. Rồi sau khi nó lên vậy là ok rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy cái nắp ở trên vào nè các bạn ha. Đó, cái nắp ở trên nó có cái gờ này nè các bạn, để nó đẩy cái lá đồng ở dưới xuống nè ha. Khi mình bật xuống là nó đẩy xuống nên nó tắt. Khi mình bật mở thì cái chấu nhựa đó nó dở lên thì hai cái lá đồng nó đẩy lại là nó mở nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại các bạn. Các bạn sẽ gài cái cọng lò xo này vô nè ha. Đó các bạn gài vào. Rồi các bạn úp xuống các bạn để cho nó gài vô trong cái miếng dưới nha. Rồi các bạn gài cái lò xo vô đây xong các bạn úp cái nắp lên. Xong các bạn kéo nó xuống là nó dính vô cái gờ dưới là được rồi các bạn. Đó các bạn bỏ đây này các bạn kéo nó xuống ha. Các bạn kéo mạnh nó xuống là nó vào khớp là được nha các bạn. Rồi mình đã lắp ra xong rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mình đo thử xem nó có được hay khơi chưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình cũng dùng đồng hồ đo ôm nhân 1 nha các bạn, mình kẹp vào hai chân này nè các bạn. Đó mình đo nó lên nè các bạn rồi nó tắt liền ha. Rồi mình bật công tắc lên nè các bạn, nó sẽ lên nè ha. Đó. Rồi mình tắt nè các bạn. Vậy là ok rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình ráp vô thôi các bạn. Ráp vào thì các bạn cứ để ngay cái khớp của nó ha, rồi các bạn ấn lên rồi nó có cái lỗ ở dưới á, các bạn bắt ốc lại thôi nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái cục vuông vuông chặn ở trên này các bạn ha.
Rồi tiếp theo các bạn gắn cái nắp công tắc nè, nó có hai cái chấu nè, các bạn ấn rồi các bạn đẩy nó lên, là các bạn ấn nó xuống là nó dính lại các bạn. Rồi xong rồi mình sẽ gắn cái nắp của cái quai bình này các bạn ha. Đó, các bạn ấn nó xuống, ở trên nó có hai con ốc này các bạn. Rồi tiếp theo mình gắn cái nắp đậy ở trên, mình ấn vào là mình có hai cái chốt các bạn, nó giữ lại là xong rồi các bạn nha. Rồi bây giờ mình gắn cái nắp bít vào các bạn, mình gắn cái bóng đèn nè, nó nhét vào trong cái nút màu đỏ các bạn. Rồi mình đậy nó lại nha. Mình đã lắp xong rồi các bạn, bây giờ mình bỏ lên thử nha các bạn. Rồi ok các bạn, đã có đèn đỏ lên rồi nè các bạn, vậy là nó đã vào điện và đã nóng lên rồi các bạn ha. Đó, mình nhấc lên mình bỏ xuống nè, vẫn tốt luôn các bạn. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.